Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn gọi là Kỹ Sư Hãm. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn hay chạy xe mô tô, không cần biết lớn hay nhỏ mà cái đặc điểm chung đó là không có chống đứng, thì cái cách để mà xử lý vá vỏ, tháo bánh sau hoặc là tháo bánh trước khi mà không có đem theo kích trước hoặc kích sau thì chúng ta phải làm như thế nào. Đây, kế bên tôi đây là chiếc Suzuki GSX 750. Vừa có mặt trên clip ở đoạn đèo Tà Bao Thần Thánh, sau khi mà già trâu mà bị trẻ trâu đẩy để đi đổ xăng thì xe tôi đã cán đinh, và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cách mà tôi có thể kích cái xe lên, tháo bánh sau ra mà không cần phải có kích nâng chuyên nghiệp. Thông thường khi nếu mà chúng ta đi trên đường hoặc là tới được một cái chỗ tiệm sửa xe nào đó, chúng ta sẽ kiếm một cái cục gỗ hoặc một cục đá hoặc là đại khái là những cái bình ắc quy, nói chung là cái gì kê được thì kê. Và cái tiếp theo chúng ta nên kiếm một cái dẻ, dẻ để làm gì, để lót phía trên để mà khi kê vô nó không có chạy xe hay hư hỏng với cái xe của mình. Thì với cái phần bánh sau á thì thường nó sẽ có nhiều điểm kích, nhưng mà thông dụng nhất thường tôi sẽ kích ở những điểm gần phía đằng sau bánh, có nghĩa là những điểm nào gần phía bánh đằng sau mà mình có thể kê được thì mình sẽ sử dụng nó. Như tôi đây, xe đây là có thể kích ở đây. Ngoài ra tôi có thể kích lên trên phần sườn ở dưới đây cũng được, miễn là kê cũng được. Hoặc có thể nếu mà còn không có nữa thì mình có thể kích để lên cổ bô cũng không sao. Thì cái thời gian mình để lên nó cũng không có lâu, với lại cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, mình cũng không có ngồi lên xe nên kích lên cổ bô nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, nhưng mà chỉ chú ý là khi kích lên cổ bô thì bạn phải xóa nước cái cổ bô cái phần kích trước một tí xíu để cho nó nguội, chứ không sẽ cháy khăn hay là gì đó nó dính vào thì nó không có tốt. Và dĩ nhiên cái việc kích á thì nó phải cần có hai người, một người giúp nâng xe và một người sẽ nhét những cái cục canh trên dưới bánh xe như thế này vào. Thì hôm nay đây tôi sẽ có mời một bạn phụ tôi về cái việc kích xe đây. Và đấy, thì khi mà bánh xe mà nó xẹp rồi á thì nó sẽ rất là lùn, mình sẽ rất là khó khăn trong cái việc kích lên. Nhưng mà tôi thường hay tôi có một cái thế, đó là khi tôi sẽ đá đứng nghiêng, tôi sẽ đứng hai chân rộng ra, chân trái rộng ra, chân phải sát vào xe. Đấy, chân trái rộng ra, tư thế tôi đứng sẽ hơi nghiêng người, tôi giữ hai tay ghi đông bẻ hết qua bên phía bên tay phải, thì mình muốn kích qua đây mình bẻ hết bên phải là như thế. Sau đó dùng hết sức kéo người qua mạnh đó, thì lúc đó xe sẽ đứng lên. Và đó, bạn tôi sẽ bắt đầu kê ở dưới, và khi nó kê xong tôi sẽ chỉ việc nhẹ nhàng hạ xuống, rồi thế là xong. Đấy, thế là bánh sau đã được kích lên. Bây giờ tôi có thể tháo ra để mà vá bánh xe hoặc là sửa chữa nó. Và với một cái nữa là nếu mình kích lên á thì mình chỉ kích ở mức độ vừa phải, không cho bánh sau nó lên cao quá so với mặt đường. Để làm chi? Để khi mà bạn bơm bánh xe xong bạn muốn ráp bánh vô thì cái việc mà nó không quá cao sẽ dễ dàng cho việc ráp bánh vào hơn. Ngoài ra với những chiếc xe mô tô mà nó hơi khó trong những cái con ốc mở bánh đằng sau hay gì thì tôi thường tự đem theo cái con ốc mở của tôi. Còn nếu như cái những cái xe của bạn chỉ là những cái đầu thông dụng như là 17, 19, 24, 27 các thứ thì bạn không cần thiết. Tại vì xe tôi nó xài tới 36 rồi nên tôi phải tự đem theo. Còn đồ nghề sửa xe chỉ cần tới tiệm đồ nghề sửa xe và mình đưa cái đầu cho người ta có thể mở ra được. Đấy. Còn về phía đằng trước cũng làm y chang vậy, nhưng mà đa phần á phía đằng trước mình không có nhiều sự lựa chọn. Phía đằng trước mình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất thôi, đó chính là phần cổ bô. Thường là xe bốn máy sẽ có phần mà chuẩn từ 4 về 1. Đây, thường là tôi sẽ kích bánh trước ở điểm này. Đấy, tôi sẽ kê ắc quy dưới đây, và dĩ nhiên muốn tôi kích bánh trước để mà thay bánh trước á, tôi bắt buộc phải xóa nước cho nó nguội thì tôi mới kích lên được. Và việc kích bánh trước á thì nó sẽ khác hơn với bánh sau. Đó là khi mà bánh trước bị hư, tôi muốn kích lên, tôi sẽ dùng hai tay, tôi sẽ bê dưới hai chân phụt. Đấy, hai tay tay bên trái dưới chân phụt trái, tay bên phải dưới chân phụt trái. Và tôi sẽ dùng cái sức để tôi bế cái đầu lên. Thì bạn cứ yên tâm, nó cũng không có nặng quá đâu. Sẽ có, nếu mà có người giúp đỡ thì nó sẽ khỏe hơn. Còn khi mình chưa có quen thì nó hơi khó, nhưng mà chỉ cần bạn có chút xíu sức là cũng được. Rồi sẽ có một người khác giúp bạn kê ắc quy hoặc là một cái cục gì treo dưới cổ bô, rồi mình có thể bắt đầu mình xử thao tác tháo bánh trước, thì coi như thế là xong. Đấy, thì cái phần mà làm thế nào mà để mà kích được bánh trước với bánh sau
để mà vá bánh, sửa chữa hư hỏng dọc đường khi mà không có kích nâng là chỉ như thế thôi. Còn mà vào sâu chi tiết tháo bánh trước, tháo bánh sau như thế nào hay những cái gì khác thì các bạn sẽ coi vào phần sau nhé. Chào các bạn.